Thiên nhiên kỳ thú luôn là chủ đề hấp dẫn, kích thích trí tò mò và ước muốn khám phá của trẻ thơ. Tuy nhiên, làm thế nào để trẻ tiếp cận những điều mới mẻ đó một cách dễ dàng và vui vẻ nhất? Có thể nói, cuộc phiêu lưu kỳ thú kỳ lạ của Carrick và Valia là một trong những cách giúp các em thiếu nhi khám phá thiên nhiên rộng lớn. Với đề tài về thiếu nhi thì đây là cuốn sách nổi tiếng của Ian Leopoldovich Lary, được nhiều thế hệ thiếu nhi ở Liên Xô trước đây và Việt Nam yêu thích. Chuyện kể về cuộc phiêu lưu kỳ lạ của hai anh em Carrick và Valia nhằm tìm lại vóc dáng của mình sau khi vô tình uống phải thứ thuốc thu nhỏ của giáo sư Enotop. Sự cố với con chuồn chuồn khiến hai anh em phải lưu lạc giữa khu đầm lầy gần thành phố, một thế giới lạ lẫm, đầy rẫy hiểm nguy nhưng cũng vô cùng kỳ thú với những con côn trùng và những loài hoa to lớn dị thường. Cuốn tiểu thuyết gồm 17 chương, màu sắc chủ đạo của tác phẩm là khoa học giả tưởng với cách kể chuyện dí dỏm, hóm hình. Cuộc hành trình của Carrick và Valia khám phá thiên nhiên đã gắn bó với rất nhiều thế hệ độc giả. Theo lời tựa đề của dịch giả Nguyễn Văn Trọng, đã hơn 30 năm trôi qua kể từ khi ông dịch cuốn truyện. Lúc dịch cuốn sách, ông đang ở tuổi tráng niên và giờ đã gần đất xa trời. Những độc giả nhỏ tuổi đọc bản dịch của ông hồi đó nay cũng đã lớn tuổi. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ vẫn giữ ấn tượng tốt đẹp với cuốn sách và mong muốn cuốn sách được tái bản.